Wrecker là một lực lượng đặc nhiệm gồm những chiến binh thiện chiến và ngoan cường nhất. Khi Wrecker xuất hiện thì chắc chắn sẽ là một pha lật kèo, chuyển bại thành thắng. Nói chẳng ra, họ sinh ra để làm điều này. Wrecker chiến đấu với tinh thần cao độ và tập trung. Đôi khi, vì mãi mê bắn phá kẻ thù mà họ lại bỏ quên các chiến lược đã vạch ra. Mặc dù vậy nhưng Wrecker vẫn thành công một cách đáng kinh ngạc. Wrecker luôn giành chiến thắng bởi vì họ can đảm và quyết tâm tuyệt đối. Người lãnh đạo nổi tiếng nhất của Wrecker là Swinger. Mặc dù cái bóng về người lãnh đạo cũ Impactor tại ba luôn tồn tại trong tâm trí của anh ta. Câu nói luôn có trong đội hình của Wrecker: không bao giờ có một khoảnh khắc buồn trẻ khi bạn là một Wrecker.